ngỡ ngàng với hình ảnh Lương Thế Thành khi mới vào nghề 15 năm trước. Lương Thế Thành vừa khoe hình ảnh được chụp cách đây 15 năm khi nam nghệ sĩ mới bước chân vào làng giải trí và trở thành diễn viên. Thoạt nhìn gương mặt của Lương Thế Thành không có nhiều thay đổi, nam diễn viên vẫn gây ấn tượng bằng sự mạnh mẽ và nam tính với khán giả. Tuy nhiên, chưa kịp vui mừng được bao lâu thì Lương Thế Thành lại bị chính vợ mình là diễn viên Thúy Diễm vào trêu chọc khi chỉ ra mái tóc sau 15 năm đã không còn như xưa. Ủa, mái tóc đó đi đâu hết rồi? Đáp lại Thúy Diễm, Lương Thế Thành không ngần ngại đổ mọi tội trạng và sự biến mất của mái tóc lên vợ mình bằng bình luận. Bà nắm tóc tôi rụng hết rồi còn nói nữa hả? Sau Thúy Diễm, nhiều đồng nghiệp thân thiết như diễn viên Kha Ly, Hữu Châu, Trương Nam Thành, Hòa Hiệp, Trung Dũng cũng đổ xô vào trang cá nhân của Lương Thế Thành để vùi dập nam nghệ sĩ. Trước sự trêu chọc từ vợ, bạn bè, đồng nghiệp cho đến người hâm mộ, Lương Thế Thành đã phải than trời trên mạng xã hội vì cái cách phủ phàng cho việc khoe ảnh mới vào nghề 15 năm trước. Sao kỳ lạ vậy ta? Tôi khoe hình ngày xưa, không ai khen tôi trẻ đẹp hết mà chỉ xoáy vào mái tóc huyền thoại của tôi không vậy. Đây không phải là lần đầu tiên Lương Thế Thành bị vợ và đồng nghiệp dìm hàng bởi vì sự thay đổi của mái tóc sau nhiều năm. Cách đây không lâu, Lương Thế Thành đã từng bị các nghệ sĩ đề cập vấn đề này khi Thúy Diễm khoe hình ảnh con trai Bảo Bảo đang mọc tóc trên trang cá nhân. Có lẽ trong thời gian tới, nam nghệ sĩ sẽ còn đối mặt với sự việc này nhiều lần nữa. Đây là lý do Thúy Diễm muốn sinh thêm con, nhưng Lương Thế Thành nhất quyết ngăn cản. Từ trước đến nay, vợ chồng Lương Thế Thành và Thúy Diễm là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Họ luôn khiến mọi người cảm nhận được tình cảm mặn nồng của cả hai dành cho nhau từ khi yêu đến lúc kết hôn. Bên cạnh đó, cặp đôi này còn hot hơn bao giờ hết kể từ lúc cậu quý tử đầu lòng chào đời. Việc có thêm thành viên mới khiến cho hình mẫu tổ ấm này ngày càng hoàn hảo hơn trong mắt người hâm mộ. Nữ diễn viên khiến bao cô gái khác phải ghen tị khi gặp người đàn ông biết chăm lo cho gia đình, yêu thương và săn sóc hai mẹ con kỹ lưỡng. Thậm chí anh còn chấp nhận người khác cho rằng mình sợ vợ. Mới đây nhất, chia sẻ về sợ vợ, nam diễn viên bộc bạch. Thành nói sợ vợ không có nghĩa là sợ rơm rớp giống như thầy cô, sợ cha mẹ. Thành nói sợ vợ ở đây là Thành nể vợ. Mình sợ là vì mình muốn tôn trọng người vợ của mình. Mình không muốn ra cái vẻ gì đó để cho vợ mình cảm giác chồng chú vợ tôi, không tôn trọng vợ. Lúc nào Thành cũng tôn trọng người vợ của mình, và ngược lại, lúc nào Diễm cũng tôn trọng Thành. Cho nên hai vợ chồng sống với nhau giống như tri kỷ. Bạn bè có thể chia sẻ tất cả mọi thứ và có thể không giấu giếm gì hết. Ngoài ra anh còn tiết lộ cả lý do việc bà xã ao ước có thêm một cô công chúa, nhưng anh thì vẫn còn do dự. Cụ thể Lương Thế Thành tâm sự. Thực sự Thành và Diễm mới vừa có em bé Bảo Bảo chưa được một tuổi. Diễm hiện giờ đang lấy lại vóc dáng và đang lấy lại cân bằng của sự nghiệp. Thành cũng muốn có con tiếp tục và bản thân Thành Diễm đều muốn có đông con để vui nhà vui cửa. Nhưng Thành muốn Diễm có một thời gian trau chuốt lại bản thân. Diễm sống với sở thích của mình là đi làm phim, đi làm đẹp hoặc là đi ăn uống với bạn bè, gia đình, chăm sóc cho con, có thời gian để Diễm relax. Tại vì một người phụ nữ khi mang thai đến khi có con khoảng một năm trời, thời gian đó khủng khiếp lắm, không làm được gì hết. Bản thân Thành luôn bên cạnh Diễm từ lúc mang thai đến lúc sanh thì Thành hiểu cảm giác luôn cáu gắt, luôn thiếu thốn mọi cái. Nhiều khi bị stress rất nhiều cho nên Thành sợ cảm giác đó phải lặp lại với Diễm một lần nữa. Thành muốn cho Diễm thời gian khoảng chừng 2-3 năm nữa mới bắt đầu có thêm em bé. Những chia sẻ của anh một lần nữa khiến mọi người trầm trồ, xuýt xoa. Bởi lẽ không phải người đàn ông nào cũng chịu hiểu thấu tâm lý của người vợ như nam diễn viên. Lương Thế Thành, Thúy Diễm là một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ nhất nhì showbiz Việt. Tổ ấm của họ ngày càng hạnh phúc hơn khi có thêm cậu con trai cưng chào đời. Đặc biệt cách mà nam diễn viên lo lắng dành hết thời gian cho vợ con đã khiến nhiều người ghen tị. Và những kiểu gia đình như thế này có lẽ cần xuất hiện nhiều hơn để lan tỏa những điều tích cực đến với khán giả. Thúy Diễm lên tiếng muốn sinh thêm con, Lương Thế Thành phản ứng bất ngờ thế này đây. Trên trang cá nhân, Thúy Diễm vừa đăng tải hình ảnh thời còn son rỗi, cùng trạng thái đầy ngẫu hứng bằng thơ, ân ý muốn sinh thêm em bé. Mặc dù đang tất tả quay lại với công việc, nhưng xem ra nữ diễn viên vẫn muốn vun vén cho tổ ấm của mình được vui vẻ, trọn vẹn. Thấy bà xã bất ngờ viết caption bằng thơ, Lương Thế Thành lập tức mỉa mai. Sinh thêm đứa nữa làm nhà văn luôn à. Anh còn đề nghị vợ nên hợp tác với đồng nghiệp Bá Cường để viết sách. Đây không phải là lần đầu tiên vợ chồng nhà Thành Diễm lên tiếng trêu nhau mỗi khi đối phương đăng status. Hiện tại, hai vợ chồng đang chuẩn bị tái xuất màn ảnh nhỏ với dự án Gia đình là số 1 phần 2. Khán giả tỏ ra vô cùng hào hứng và tin tưởng họ sẽ là điểm sáng giúp bộ phim trở nên hấp dẫn hơn. Riêng với Thúy Diễm,
cô đang gây chú ý khi tham gia vai khách mời Minh Anh trong bom tấn truyền hình Gạo Nếp Gạo Tẻ. Trong showbiz hiện tại, Lương Thế Thành và Thúy Diễm là cặp vợ chồng rất được lòng khán giả. Không chỉ là trai tài gái sắc, họ còn gây thiện cảm với lối sống sạch sẽ, nói không với scandal và tài năng diễn xuất thực thụ. Từ khi có thêm em bé, tổ ấm của hai người càng thêm viên mãn. Trong showbiz Việt, Lương Thế Thành và Thúy Diễm là cặp vợ chồng rất được lòng khán giả. Không chỉ là trai tài gái sắc, họ còn gây thiện cảm với lối sống sạch sẽ, nói không với scandal và tài năng diễn xuất thực thụ. Từ khi có thêm em bé, tổ ấm của hai người càng thêm viên mãn. Mặc dù rất ngóng chờ Thành Diễm xuất hiện trên màn ảnh cùng nhau, nhưng khán giả cũng nhiệt tình ủng hộ Thúy Diễm sớm sinh thêm em bé thứ hai cho có nếp có tẻ. Để có một cuộc sống êm đềm hạnh phúc bên nhau trong thế giới showbiz như họ không phải là điều đơn giản, dễ dàng với nhiều nghệ sĩ. Lương Thế Thành thừa nhận, tôi quá ngu ngốc, dành làm hết việc nhà khi Thúy Diễm mang bầu, sinh con. Lương Thế Thành không dám tự nhận mình là ông chồng tốt, anh chỉ bảo bản thân cố gắng vun vén, hạn chế sai lầm, bù trừ khuyết điểm cho Thúy Diễm. Hai năm kết hôn, Lương Thế Thành chưa từng lớn tiếng với vợ, cũng chưa bao giờ Thúy Diễm nặng nhẹ đến mức chồng mình cảm thấy tổn thương. Hiếm có cặp đôi nào trong showbiz Việt lại được ủng hộ nhiều như Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Từ lúc mới yêu cho đến khi làm đám cưới và chào đón con trai đầu lòng vào tháng 7 vừa qua. Mọi chặng đường bước qua, Thúy Diễm, Lương Thế Thành đều ghi dấu bởi muôn vàn lời chúc phúc từ khán giả. Hạnh phúc ngập tràn là thế, song trong mắt Lương Thế Thành, Thúy Diễm, hành trình sinh nở và chăm sóc con trai lại có muôn vàn vất vả. Kể với khán giả một tiếng kể hết về cuộc sống bị đảo lộn hoàn toàn, Lương Thế Thành, Thúy Diễm tạo cho người xem cảm giác rằng họ đang dùng hết cả tình yêu, thời gian, công sức vào việc vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình. Thúy Diễm biết mình có thai khi đang ở miền Tây để đóng một bộ phim truyền hình. Thời điểm này, Lương Thế Thành cũng đang đầu tắt mặt tối với lịch quay ngày ấy mình đã yêu. Sợ vợ liều mạng đóng cảnh nguy hiểm trong phim, Lương Thế Thành như ngồi trên đống lửa. Song vì công việc đã lỡ ký hợp đồng trước, Lương Thế Thành đành chấp nhận để Thúy Diễm quay cho hết phim. Đến tháng thứ 5 của thai kỳ, Thúy Diễm mới chịu về nhà chăm sóc em bé. Tôi quá ngu ngốc khi dành làm hết việc nhà khi vợ mang thai và sinh con. Thấy Diễm mang bầu cực khổ, tôi mạnh miệng nói em cứ lo sinh con thôi, còn chuyện nhà tất cả là để anh. Tôi nghĩ mình là chồng, phải có trách nhiệm chia sẻ khó khăn với vợ. Lẽ nào thấy vợ bầu bì cực khổ, mình cứ ngồi đó để cô ấy làm việc nhà nữa sao? Mặc dù không phải nấu cơm, lại có thêm ông bà nội phụ giúp, nhưng cứ làm được gì thì tôi làm thôi. Vậy rồi sau khi vợ đẻ xong, đến giờ việc nhà tôi làm luôn. Mình cũng hơi ngu khi hứa, giờ lỡ hứa rồi biết làm sao được. Có muốn rút lại cũng chẳng được, bởi mấy lần nhìn thấy vợ buồn, sầu não vì sinh con quá vất vả, tôi không biết phải làm sao. Khác với nhiều cặp đôi nổi tiếng khác, Lương Thế Thành, Thúy Diễm chọn sang Mỹ sinh con. Lương Thế Thành kể, dẫu được sự giúp đỡ của một vài người chị, nhưng cuộc sống nơi đất khách quê người của vợ chồng anh cũng chẳng thoải mái gì. Hằng ngày, Lương Thế Thành vừa là chồng, vừa là mẹ, vừa là bạn bè của Thúy Diễm. Tâm lý bà bầu nào những tháng cuối thai kỳ rất là mất ổn định. Cứ hễ một chút ra là Lương Thế Thành thấy vợ khóc. Đáng thương thay cho xoáy ca triệu người mê, nước Mỹ sống lớn thế mà khi sang đến nơi rồi chẳng dám đi đâu. Lương Thế Thành bộc bạch rằng cứ hễ bước chân ra ngoài là vợ mắng. Thúy Diễm muốn anh lúc nào cũng túc trực gần bên. Sợ vợ nghĩ điều tiêu cực rồi ảnh hưởng đến đứa trẻ, Lương Thế Thành phải gọi là ngậm đắng nuốt cay, sống cho qua ngày. Tôi bước ra khỏi cửa là cô ấy hét lên, anh đi đâu, anh bỏ tôi có phải không? Thật sự rất đáng sợ. Không biết những ông chồng khác như thế nào, chứ riêng vợ tôi thì cực kỳ nhạy cảm. Một chiếc lá rơi cũng làm cô ấy khóc. Từ nhỏ đến lớn, Thúy Diễm đã có tính hay lo sợ. Bây giờ sang Mỹ không có người thân, tôi là tất cả của cô ấy. Nhiều khi thèm điếu thuốc lá, hút cho đỡ ghiền mà cũng không dám. Thúy Diễm nhạy cảm đến mức từ đằng sau đã nghe mùi thuốc. Vì vợ con, tôi bỏ hết tất cả những sở thích của mình. Tôi chấp nhận làm người sợ vợ trong mắt nhiều người, miễn rằng gia đình tôi im ấm. Đến ngày vợ sinh, Lương Thế Thành cuống quýt cứ như một đứa trẻ. Anh lo lắng, mặt mày tái xanh, hồi hộp và lóng ngóng suốt đoạn đường từ nhà đến bệnh viện. Lương Thế Thành bật cười chia sẻ, bước vào phòng sinh, y tá dặn dò thế nào anh làm thế nấy. Vợ thì rên rỉ, đau đớn trên bàn sinh. Còn Lương Thế Thành cứ đỏ mặt tía tai hô lớn, ráng lên em,
một, hai, ba, thấy cái tay rồi, thấy cái đầu rồi. Chứng kiến cảnh chồng vã mồ hôi, sợ hãi đến xanh mặt, Thúy Diễm thú nhận cô vừa thương vừa buồn cười. Lấy được người chồng tâm lý yêu chiều vợ con như Lương Thế Thành, với Thúy Diễm là một điều cực kỳ may mắn.